Yo, what's good? Chào mừng mọi người đã trở lại với YouTube The Bee Official. Và hôm nay hãy cùng ngồi xuống và xem MV xứng đáng được nhận vào top MV Hip Hop xuất sắc nhất của năm mọi người nhé. Intro nào. Chào mừng mọi người đã trở lại với YouTube The Bee Official. Và chúng ta lại gặp lại nhau trong chung mục reaction nhạc rap. Và 420 vừa rồi của mọi người như thế nào? Và đối với cộng đồng chúng ta thì chắc là vừa rồi mọi người đều có một ngày 420 rất là tưng bừng, vì rất là nhiều nhạc hay được ra mắt vào đúng cái ngày đặc biệt như thế. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một trong những bài nhạc như vậy, một bài nhạc mới từ đội 95G, SMO featuring Lil Wee Chum. Sở dĩ bài nhạc này được nhiều sự chú ý với mọi người, một phần là vì cái tên 95G và một phần nữa là rất là nhiều bài truyền thông để cho chúng ta biết những cái đặc điểm của MV này. Chẳng hạn như MV được đầu tư khá là công phu, lên đến nhiều tỷ đồng, có dàn camera rất là khủng, gồm toàn những người khá là nổi tiếng trong cộng đồng chúng ta. Và hôm nay hãy ngồi xuống để cùng mình xem là bài Jump của SMO và Lil Wee và sự đầu tư của anh em 95G nói chung có đáp ứng được sự kỳ vọng mọi người hãy không nhé. Và trước hết, nếu như đây là lần thứ hai cái lên và mọi người trở lại kênh YouTube của mình thì đừng quên để lại cho mình một like, một share, một subscribe nếu lần thăm gần đây nhất mình chưa làm chuyện đó, thì rất là có ý nghĩa với mình mọi người nhé. Và chúng ta cùng xem SMO Lil Wee Jump. Let's go. Sắp chết. Quý thở. Phút tình diễn diễn. À, em nhớ rồi, cái lưng nó nhìn là biết liền, cái lưng của chị Michael Leifer. À, nhà đi chợ đơn thì coi. Lil Wee next one kìa. Má biết ngon quá vậy. Halus, ok, cấu tên Halus. Mà bảo chứng là thấy xịn này. Biết ngon. À, baseline là ngon. Baseline ngon. Okay, I'm ready. Win. Everybody hands in the air. Xin kính tiếp camera đầu tiên của chúng ta. À, đây cu nè. Tim Lai, Hai Ti, Thầy Sơn, Tâm Bảy, Thú Nhỏ, Hoàng Hai Kỳ, Siêu Chen. Má, bạn Si để cái tóc này nhìn nghệ em đi. Sugar Pill. Bạn à, lại là bạn đây à. Cái nón Hazard League màu đỏ là hình như cái nón phiên bản đặc biệt, như chứ ba người Hazard League có thôi, bạn bán cho fan là bản màu đen. Chỗ mua tôi không biết. Anh Kỳ. MC King rồi. Ê, cái đó là ở cái một cái kiểu bus cắt tóc cùng với Minh Lai, và Minh Lai làm cắt tóc luôn. For your information nếu mà bạn nào chưa biết. Trời ơi, thấy giơ tay là biết fan ai liền. Da baby phụng. Đẹp quá. Xịn liền. Má, cái cảnh này làm được khó lắm mọi người. Kiểu mình phải làm cho nguyên một cái đám đông này cùng lúc mà stop là tất cả mọi người đang nhảy múa rất đều, thì stop là dừng lại cùng lúc luôn cho cái đám người đi qua. Công phu rồi đấy. Đây là trap, không phải Vinny Hào nên đừng có quack. Để nhảy chỉ cần rap, thích cho cái gì cũng được nhưng đừng có nạc. Xé áo. Đẹp quá. Âm nhạc thay lời muốn nói theo từ cung bậc đi từ thấp lên cao.
cái set vừa rồi, cái set vừa rồi. Từ để coi coi có quay lại set vừa rồi không. Và cái set vừa rồi là một cái set rất là Việt Nam luôn mọi người. Ê má, áo dài là lại lên kênh 14 nha. Từ từ để mình tua lại cái set hồi nãy. Đây, cái set này là một cái set rất là Việt Nam luôn mọi người. Nếu mà mọi người ai mà nhà ở quê hoặc là ở miền Bắc thì sẽ biết là cái phản này rất là đắt luôn á. Có chiếu nè, có cái lồng bàn bằng cói nè, có cái mũ hình như là bằng gỗ gì kia, là như cũng từ ngày xưa luôn. Và kiểu hai người kiểu ngồi trên bàn, hồi nãy tôi còn thấy cảnh nó hút phiện nữa nha. In the house tràn ngập khói, bao nhiêu âu lo tan. Đó. Mấy giấc chơi say đến gậy, mâm cơ Việt Nam ở đấy. Mấy em gái bay mất lỗi, tối nay thấy hết đẹp. Ok, I'm ready, let's get drunk and jump in the party. Everybody hands in the air, hands in the air. Chơi cho tới khi trời sáng mắt đã nhòe. Yeah, anh em trong đây vẫn còn đông. Hai ba nâng ly vì thành công. Tạm gác những việc chưa làm xong. Đẹp quá. MV đẹp. Mình dán liền. Họ biến nó vì tiền, chúng ta biến nó thành văn hóa. Ok, đồng hành trên những con đường thời đại. Ok, xong chưa? Hết chưa ta? Hết chưa? Hết chưa ta? Cô bị hai đứa xin đẹp quá. Nhìn hết rồi đúng không? Ok. Wow, độ dài MV bao lâu mới thấy? Độ dài MV đúng 4 phút 20 giây kìa. 4 phút 20 giây được ra mắt vào 4 giờ 20 phút thì phải, đúng không? Đúng không? Ai đón chờ công chiếu cần thêm cho tôi cái 4 giờ 20 phút vào ngày 24/4/20. Wow, ngày phong thủy đó, ngon ngon lành. Nói một chút về sản phẩm này. Đầu tiên về MV thì có cái tên Highlight bảo chứng thì chắc không có nói được gì mà từ đẹp đúng không mọi người. Và từ sau thành công của Big City Boy thì đây có là một cái dấu mộc bảo chứng và thành công những MV hip hop. Và nói ngoài chữ đẹp thì mình có thể nói là hoành tráng này, có cái set toàn cảnh mình thấy có mấy cái container, xong rồi anh em cách kiếm được bối cảnh là ở một cái kho hàng, một cái bãi hàng đó, và sau đó là set up đèn đuốc lên thì rất là hoành tráng và nổi tiếng. Bối cảnh thì cũng hơi là tốn một mớ rồi đó. Cái này đó mà nói là đầu tư nhiều tỷ đồng thì cũng có cơ sở như gì đó luôn á mọi người. Và beat mình chấp thích beat này của 2Pill. Damn, thật thể với mọi người là có một cái hiệu đó, mình đã tưởng là beat này là tới từ một producer nước ngoài. Thực sự beat của 2Pill mình để ý là sound rất chắc, đặc biệt beat của 2Pill bây giờ mình nghe sound rất là chắc. Và có thể là nói cái này biết anh em producer Việt Nam có ai phần đoạn với mình là mình là 2Pill mình vừa là cái tên mình mới nghe đến gần đây thôi, nhưng mà beat của 2Pill có một cái đó rất là khác với lại đại đa số phần đông anh em hip hop producer Việt Nam, ít nhất là về mặt sau tiếng. Nói chung về bài nhạc, bài nhạc thì mình thấy cả Esmo với lại Lil Win, mỗi người trước đó đều đã được mọi người biết tới một cái phong cách riêng rồi, và lần này họ tiếp tục thể hiện cái phong cách của mình. Và trong bài này thì mình ấn tượng với Lil Win, và bài này thì Lil Win đã thể hiện rất là rõ những cái thế mạnh của mình, cả về màu giọng, về cái khả năng hype up đám đông chỉ đơn thuần là bằng bằng lời rap. Cảm thấy cái đó cũng là một cái đặc trưng của những người đã đi diễn nhiều, họ hiểu đám đông và họ biết là với một cái bài nhạc như thế này sẽ mở nhiều ở những cái club, những cái buổi tiệc hip hop như thế này, thì cần phải làm gì để khiến cho đám đông trở nên điên loạn, cuồng loạn, cần phải đi vần như thế nào, flow còn phải gãy gọn như thế nào, và cần phải tìm tiến hành ở chỗ nào để có thể kiểu hype up mọi người. Ở cái đó là một cái rất là hay của Lil Win. Và cái bố cục bài nãy cũng lạ, tức là bình thường thì mình hay quen cái kiểu là cứ người 16 bar sau đó cái hook thì mình kêu 16 bar, còn cái này thì
Lewin với Esmo có đang xen nhau, và thật ra cái chuyện mà phá vỡ bố cục của nó cũng khiến cho mọi người vô hình chung là thoát ra khỏi những cái khuôn khổ thông thường. Mình thấy vậy, thì cái việc viết 16-3 tức là nhiều lúc á, nếu mà viết một lèo 16-3 mình chẳng biết viết gì, kinh nghiệm cá nhân của mình. Thôi thì Hà cứ những kiểu cái kiểu bố cục này cũng ảnh hưởng nhiều bởi nhạc rap quốc tế. Nếu mà cứ chia ra thì mỗi người như thế thì là khán giả người ta sẽ đỡ nhàm chán hơn. Tuy nhiên có một điều mình hơi tiếc ở cái bài này là mình có cảm giác như là nếu bài nhạc nó có điểm nhấn một chút thì cái bài nhạc này nó sẽ còn hay hơn. Bởi vì lúc mà mình xem cái sản phẩm này á, thì mọi người nếu mọi người để ý thì mình thấy tức là mới đầu từ đầu chứ cuối MV là mình bị bội thực luôn, cái vụ tiền của ánh sáng và màu sắc nó đập vô mặt mình cùng lúc, nó nhiều hơn là nhiều luôn, nó đập mặt vô cùng lúc và mình dán mắt vô cái MV đó và mình cứ gặp rồi gặp xong hồi mình thấy bài nhạc nó qua luôn. Thực ra đó cũng là một cái điều tốt, cái điều đó chứng tỏ là bài nhạc mọi người đang rất là dắt, rất là thú vị. Tuy nhiên là mình thấy là có một vài chỗ nếu như mà mọi người làm cho nó hype up lên á thì cái cảm xúc của mình nó sẽ được đẩy cao hơn và nó sẽ mang lại hiệu ứng tốt hơn mình khi thưởng thức sản phẩm này. Nói như vậy thôi, mình nghĩ là đây cũng là một sản phẩm rất là thành công của anh em rồi, nhưng nó leo top thịnh hành vào thời điểm mà mình xem cái này, và chúc anh em đạt được hạng thật là cao trong top thịnh hành nhé. Mình chỉ góp ý vậy thôi, là nếu như mà bài này nó có điểm nhấn hơn chút xíu nữa thì nó sẽ còn khiến cho mọi người ấn tượng hơn. Và chúc mừng anh em Night Fiji với sản phẩm lâu ngày, mình nhớ là ngày mọi người đã thắng lớn rồi. Chúc cho mọi người sẽ ngày càng tiến xa trên đường mà mọi người chọn. Và nếu mọi người có điểm nào đồng ý chưa đồng ý với ý kiến của mình, hãy cho mình biết ở dưới phần comment. Và nếu ai chưa nghe Jump SMO featuring Lil Wee thì hãy vào ngay kênh YouTube của Night 5G để góp cho nghệ sĩ một view, một like, một share để có thể mọi người nhé, tiếp tục động lực cho họ. Và bên cạnh đó, nếu bạn thấy clip này mang lại được cho bạn học được và bạn biết bạn giải trí thôi, thì hãy cho lại cho mình một like, một share, một subscribe để động lực cho mình. Và ở video kết thúc ở đây rồi. Sẽ gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của The Beauty Show. Xin chào mọi người nhé. Xin chào.